tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta lại gặp nhau trong một không gian rất quen thuộc, rất là ấm cúng và sang trọng của nhà hàng Bao Điểm Sấm nằm trên đường Nguyễn Tri Phương. Được biết đến là một trong những nhà hàng tiên phong tạo ra làn gió mới trong nền ẩm thực Hồng Kông tại Sài Gòn. Nhà hàng Bao Điểm Sấm tự hào mang đến thực khách sự trải nghiệm tuyệt vời, đa giác quan, từ vị giác đến văn hóa ẩm thực. Từ lâu, thực khách sành ăn tại Sài Gòn đã biết đến nhà hàng Bao Điểm Sấm như một điểm đến lý tưởng để thưởng thức những món ăn Trung Hoa truyền thống. Nhà hàng Bao Điểm Sấm chi nhánh Nguyễn Tri Phương sở hữu không gian rộng rãi, thoải mái với sức chứa hơn 500 thực khách. Thông qua bàn tay điêu luyện và lành nghề của bếp trưởng với kinh nghiệm trên 30 năm trong lĩnh vực ẩm thực Quảng Đông, với tiêu chí món chất lượng, nhân viên thân thiện và không gian gần gũi, Bao Điểm Sấm sẽ luôn là một điểm đến tuyệt vời của tất cả mọi người. Chiều cao trên 55 là được rồi. Rồi, số đo 3 vòng. Rồi, khá hay. Đừng có mập quá. Chị đâu có dễ nhìn. Biết giờ số đo 3 vòng của phụ nữ như thế nào là lý tưởng không? Em không biết. Ông hiền quá ông ơi. Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ? Gặp nhỏ đã nhát rồi, hỏi nhỏ ngay câu quan nghiệp ghê vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mai mối ngày hôm nay. Chà, đầu tư quá ha. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của mình vào nha quý vị. Đợi Tường ít phút nha, bạn trai ơi. Dạ. Rồi, ngồi xuống ghế. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Rồi, bây giờ mời hai bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân của mình nha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Phạm Minh Dư, quê ở Tân Sơn Bình Định, sinh năm 1989. Hôm nay em đang làm cơ khí ở Đồng Nai. Ba mẹ là còn ở ngoài quê? Dạ, ba mẹ em còn ngoài quê. À, Tân Sơn Bình Định hả? Dạ. Biết cởi voi đi quyền gì không? Dạ. Ờ, cái đó của phụ nữ. Dạ. Biết võ gì không? Quên hết rồi chị ạ. Quên hết rồi, à là có biết hả? Mình có thường hay về thăm quê không em? Dạ, Tết em về một lần. Tết về một lần? Dạ. Rồi, ok. Mời em gái. Dạ, em là Nguyễn Ngọc Hồng Thấm. Em 25 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Em đang ở Hồ Chí Minh. Nhưng mà quê em là ở Bình Định, ở Tuy Phước. Ủa, hai bạn hỏi thăm nhau có ở gần nhau mà quê không? Dù khi bà con à? Dạ, Tuy Phước xa hơn Bình Định, Tây Sơn nhiều. Chỗ em Tây Sơn xuống với Tuy Phước 50 cây số nữa. 50 cây số đi có một tiếng đồng hồ gì đâu mà xa hơn. Có hay về quê không em? Dạ có ạ, một năm em về 2-3 lần. Người ta gái người ta năm về 2-3 lần, mình trai bởi vậy không có hiếu không về thăm ba mẹ. Năm về có một lần. Tết năm nay hai bạn rủ nhau về chung được không? Dạ chắc được. Mình ghé thăm nhà bạn gái trước rồi mình về nhà mình sau, hợp lý không? Dạ rất chi hợp lý. Rất chi hợp lý luôn. À, hiện tại mình làm việc trong này là mình ở đâu? Dạ em ở quận 12. Rồi biết lên tới quận 12 là bao lâu không? Dạ lâu. Năm mươi mấy cây hả? Đó, năm mươi mấy cây. Hồi nãy ở quê ổng năm mấy cây mà ổng nói sao quá à. Ở đây năm mấy cây rồi giờ yêu nhau sao đây? Tuần em lên lần, hai lần. Xa quá mà đi tuần đi hai lần đi nổi không? Chắc nổi chị. Chắc nổi chị. Yêu với lại tình yêu bây giờ sướng lắm, có công nghệ hỗ trợ mà đúng không? Ngày ngày nói chuyện rồi nhìn mặt nhau cũng đỡ nhớ. Tuần lên thăm lần hai lần được rồi. Em có ngại yêu xa không? Dạ không chị. Một tuần gặp một hai lần là được rồi. Gặp nhiều quá mau chán phải không? Dạ không, em không thích người yêu của mình gặp nhau nhiều quá. Sao vậy? Gặp nhau mới hiểu nhau, mới nhanh chóng tìm hiểu rõ, mới tiến tới hôn nhân được chứ. Em không thích kiểu hơi dính nhau rồi. Nhưng mà em nghĩ trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu mình mới tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em định năm sau cưới. Em thấy sao? Em thấy hợp lý. Nhưng mình đã sẵn sàng những cái gì cho hôn nhân chưa? Dạ cũng có chút rồi, cũng có đâu. Thôi được đám cưới. Đủ đám cưới không? Dạ đủ ạ. Rồi hiện giờ ai giữ? Chị giữ hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em cảm thấy thật sự là em cảm thấy em rất là tự ti. Em không được xinh, rồi dáng không được cao, không hát, không biết hát, không nấu ăn giỏi. Em cũng không biết đàn, em còn không giỏi ngoại ngữ. Cho nên là em cảm thấy em hơi tự ti về bản thân. Nhưng mà em rất là dễ tính. Nói chung là bạn bè nói sao cũng được hết. Rồi em không có kiểu nhõng nhẽo hay mè nheo người yêu. Em cũng không có kiểu quản lý hay là thích dính lấy người yêu của mình. Em rất là dễ chịu nên người yêu rất là
nó tự do thoải mái. Mặc dù em nấu ăn không giỏi nhưng mà em rất là thích nấu ăn cho người yêu mình hoặc là nấu ăn cho gia đình. Em thích làm bánh hay làm kem, làm sữa chua này nọ cho gia đình ăn. Thì là thay quá rồi, tự nhiên kể vô kể nguyên một loạt cái gì. Điểm yếu nghe hết hồn, còn điểm mạnh gì nữa không? Em nghĩ là em biết quan tâm người khác. Chỉ cần, thật ra đàn bà đâu cần giỏi lắm đâu. Giỏi lắm là ế giống như chị Tường đó, không cần thiết. Đàn bà chỉ cần yêu thương chồng, chăm sóc chồng, ngọt ngào, dịu dàng là được rồi. Em có mấy cái đó không? Dạ em nghĩ em có. Đó, vậy là tuyệt vời rồi. Ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử mới hiếu cầu. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em điểm mạnh thì rất thích chơi thể thao, cũng biết nấu ăn chút chút, công việc với bạn bè, nhiệt tình, rất nhanh hòa đồng với người lớn rồi. Rồi đó là điểm mạnh. Dạ. Điểm yếu, nóng tính. Dạ. Lúc nóng tính thì em sẽ làm gì? Thường thì ai sẽ làm em nóng tính? Cảm giác mình bỏ đi một lúc mình quay lại. Vậy thôi hả? Vậy thì cũng đâu có gì đâu. Trong công việc có lúc mình áp lực thì mình cũng phải lớn tiếng chút xíu. Vấn đề mình biết kiềm chế. Dạ em biết kiềm chế đó. Có kiềm chế không? Dạ có. Có cái nào nóng quá quýnh ai chưa? Dạ chưa. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Cũng có mối tình nào chính thức hết cả. Toàn là mới quen được thời gian là tự nhiên đi ly, đi lấy chồng hết rồi. Trời ơi, sao ông mát tay dữ vậy? Quen ai thì người ta đi lấy chồng hết trơn luôn hả? Mấy bạn em nó nói em là thằng mát tay. Cô này cũng muốn lấy chồng, năm sau cô lấy đó, em quen giùm cổ rồi năm sau cô đi lấy chồng giùm nha. Được không? Lấy em được rồi, lấy em được rồi. Lấy em thì em phải làm sao cho người ta cảm thấy là tình yêu nó chín mùi, đủ sự tự tin rồi, đủ sự cho người ta yên tâm, người ta nương tựa, người ta mới lấy em. Có tìm hiểu là lý do tại sao mà mình không quen ai được lâu không? Chắc là một phần em cũng nhát mà. Nhát quá. Rung em không nói gì hết. Nhưng mà những mối quan hệ đó nó thân mật đến mức độ nào rồi? Chưa. Nắm tay chưa? Dạ có. Hôn chưa? Quên cảm giác ra chị. Quên cảm giác đó là sao? Không quen mà lâu quá rồi. Đi người ta lấy chồng mất, còn quên mất rồi. Trời đất ơi, là coi như lâu lắm rồi không có được hôn, giờ quên cảm giác hôn luôn. Dạ. Rồi biết hôn không? Biết. Mình có nhớ nụ hôn đầu của mình là từ lúc nào không? Rồi quên mất rồi, lâu quá. Cái gì cũng quên hết trơn vậy trời. Mình thích nam hay nữ mình nhớ không? À, thích nữ chị. Ủa sao cái đó không quên? Phụ nữ giờ người ta không có thích đàn ông mà mày nhát quá đâu. Thời buổi công nghệ, nhịp sống rất là nhanh đó. Người ta nói là lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Em chậm quá rồi, người khác đi ngang quốc mất tiêu rồi còn đâu nữa. Đúng không? Chứ bây giờ người ta thương em, ta đầu tiên ta thích em đó, thấy em chân thành, hiền lành đó. Rồi người ta quen với em. Mà cứ em cứ sầu quần hoài, em không có vô gì trọng tâm hết trơn. Không tấn công, không tìm hiểu, không quan tâm, không nói chuyện. Cái anh khác anh vô, anh đến tới sau mà anh quất cái đi mất tiêu rồi còn đâu nữa. Rồi còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là thời còn đi học cấp 3. Còn mối tình mới đây là chia tay cũng hơn 2 năm. Mối tình gần đây là vì người ta học chung lớp với em thời ở Sài Gòn này xong rồi. Tại vì em thấy người ta rất là thương em. Mà lúc đó em cũng không có thấy thương ai hết, nên là cái sự cảm động khiến em đồng ý là người yêu của người đó. Xong nhưng mà khi mà chấp nhận lời yêu rồi thì em phát hiện đó là một quyết định sai lầm. Tại vì khi một khi đã không có tình cảm rồi mà yêu nhau, với lại ảnh rất là ghen, lúc nào cũng muốn kiểm soát hết, cho nên là em không thể chấp nhận được. Tinh thần trước mắt là thấy là tạm ổn. Dạ. Nha. Còn cái chuyện mà hồi nữa tính sao? Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai lớn tuổi hơn em. Rồi có hơn 5 tuổi được chưa? Dạ được. Rồi. Cao hơn em, tầm 1m7 trở lên thì được. Được, này 1m7 không? Dạ, mấy sao sao. Nhưng mà tướng tá đồ cũng vừa vặn, hợp lý, được. Dạ, dạ. Em thích con trai có tính kiếm của mình, đừng có phụ thuộc vào người khác. Em muốn người con trai có công việc ổn định, làm có thể gần em. Mặc dù ảnh ở Đồng Nai có thể là hơi xa một xíu, nhưng mà chịu khó chạy lên thăm em cũng được. Thì đó, ảnh nói 1 tuần lên 2 lần đó. Dạ, em muốn người con trai biết tôn trọng cha mẹ hai bên và tôn trọng người khác nữa. Còn những cái điểm xấu như là hút thuốc thì em không thích, nhưng mà em vẫn có thể chấp nhận được. Cô cũng rất là dễ chịu đó. Sau này em tính sẽ lập nghiệp, sinh sống là lập nghiệp ở đâu? Nơi nào mà phù hợp với công việc của hai người thì nên nơi đó sẽ lập nghiệp rồi. Cái đó là cũng một cái ý kiến hay. Mình cũng không cần quá cứng nhắc là tôi phải ở thành phố, tôi phải ở quê, tôi phải ở đâu. Tại các bạn còn trẻ, mình còn sanh con đẻ cái nữa. Nơi nào kiếm tiền được thì mình ở thôi. Dạ. Thế em có ngại lấy chồng phải đi theo chồng không? Dạ không chị. Còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Ưa nhìn, không có xăm chỗ tóc vàng quá nhiều. Phải biết kính trên nhường dưới, tôn trọng hai bên. Biết nấu ăn nữa là đó, thì cô nói cô rất thích nấu ăn. Cái điều cô nấu không có ngon, vợ nấu sao ăn vậy nha không?
Chiều cao chỉ trên mét 55 là được rồi. Rồi, số đo 3 vòng. Rồi, Khang ơi, đừng có mập quá. Chị đâu có dễ nhìn. Biết giờ số đo 3 vòng của phụ nữ như thế nào là lý tưởng không? Em không biết. Ông hiền quá ông ơi. Ông đi coi mấy chương trình thi hoa hậu người ta đọc 90, 60, 90 rồi đó. Phải hoa hậu khác chị ơi. Bạn gái thì mình đi kiếm vợ như thế nào là đẹp? Chị dễ nhìn ra ngoài người ta nhìn thấy dễ thương là được rồi. Chứ còn mà đẹp quá, đừng có xấu quá, khó coi. Coi vậy chứ dễ mà khó, khó mà dễ rồi nha. Đâu chị coi coi. Rồi tìm đi, có ảnh ở trong á. Em đây, hai tấm hình này cũng có cổ ở trong luôn đó, tìm đi. Mình có thể cho nhau một cái gợi ý đi. Em có thể nói cho anh nghe một cái gợi ý để anh tìm ra em coi nè. Dạ, tóc em dài màu đen. Tóc dài màu đen, tóc ai cũng dài hết nghe cưng. Rồi bên đây, cho cổ cái gợi ý cô kiếm em nè. Đừng nói có hai mắt. Mắt một mí. Mắt một mí, như hai anh một mí luôn phải không? Dạ, em nhìn vô là em thấy em biết rồi chị. Đâu? Bên này. Tại sao em đón anh đó? Thứ nhất là nhìn vào độ tuổi, cảm giác, với lại nhìn hai bức hình em đón. Hay quá, còn em? Rồi bên đây là cô nào? Đây. Hay dữ ta. Rồi bây giờ các bạn hãy cầm tấm hình của mình đi nha. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra và chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã đoán đúng cái người ngồi bên cái cửa trái tim bên kia hay không. Xin mời các bạn. Hay à, cặp đôi này rất là nhanh chóng nha. Hay quá ha, chúc mừng ha. Sao mà nhìn tấm hình mà đoán được liền, hai bạn đó hay quá vậy. Vậy là có duyên rồi đó. Dạ cũng có, coi như là có duyên. Có duyên rồi, có tặng quà nhau không? Dạ có, đã. Em có chuẩn bị một món quà tặng anh. Có quà. Dạ, em cảm ơn. Em tặng cho anh đây là móc khóa. Đây là móc khóa cặp. Em tặng cho anh cả hai luôn. Đỡ, ví dụ như sau này mà chúng ta thành một đôi á, thì anh tặng lại cho em một con. Còn nếu mà chúng ta không có duyên thì coi như đây là quà em tặng cho anh và người yêu tương lai của anh. Trời ơi. Cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn. Thấy món quà người ta có ý nghĩa không? Em có cảm nhận như thế nào về món quà của cổ? Được cặp, rồi đi đâu nó là thấy nhớ nhau. Em cảm thấy món quà là như thế nào? Rất ý nghĩa chị. Còn em? Lý do tại sao tặng bó hoa này cho cổ có ý nghĩa gì không? Lý hoa màu tím. Màu hoa là tượng trưng cho cái tình yêu. Màu tím đâu? Màu hoa màu lộn. Ờ đó coi cái màu này, ổng bị mù màu cái hoa vậy mà ổng nói màu tím, tôi hết hồn, tôi lật ra coi màu tím đâu. Màu hồng. Tới giờ tặng hoa cho nhiều người chưa? Dạ chưa. Ít khi em tặng hoa người khác, gái nó không có dịp, nó trúng được dịp mà ngày lỡ này này nọ là nó không có đúng tới cái lật hoa. Sinh nhật thì nói được có còn lâu lắm rồi. Từ khi mà 4 năm nay là không có tặng ai. Coi như em cũng may mắn lắm mới nhận được bó hoa của ảnh đó. Dạ. Kéo cái cánh cửa này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là gì? Em gái. Em không biết tính cách như thế nào tại vì chưa gặp, nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài thì em cảm thấy anh rất là chững chạc và trưởng thành. Còn em? Cô gái rất dễ thương. Cười hiếp cô mắt luôn ha. Nhưng mà phải tự tin lên nha. Đầu tiên là người ta thấy ấn tượng tốt về mình á, nhưng khi tiếp cận mình nhát quá là người ta lại chán đó nha. Dạ. Yeah. Nha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt và trang trí rất là bắt mắt của nhà hàng Bao Điểm Sấm. Đây là món bánh bao xá xíu nướng nè, món hủ ki tôm hấp dầu hào và bánh bột củ cải chiên trứng. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Dạ. Rồi một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Em nghe. Dạ anh biết ngã tư ga không? Nghe bên quen, chưa đi. Nếu mà anh gặp em thì anh sẽ được đi ngã tư ga. Có thể chút nữa anh đi luôn. Chút nữa. Hoặc là đi ra đường đó thì anh cũng về đường Đồng Nai. Về được. Anh đi qua quận 12 về Đồng Nai ạ? Còn vườn Linh Xuân á. Dạ em không biết ở đó. Tại vì em ít đi chơi lắm. Em chỉ ở đâu thì em biết ở đó thôi. Thì chút mà dẫn anh đi thì anh biết à. Đi đâu được. Em thấy tuổi của anh 89 vừa cũng
Hơi lớn rồi nhưng mà vẫn đâu có lớn tuổi lắm đâu. Đối với con trai thì 35-40 tuổi vẫn cưới vợ được mà. Dạ. Đúng rồi nhưng mà ba mẹ thì cũng lớn rồi mà cũng muốn cho con cái nó xong hết rồi. Em làm á thì em làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật em nghỉ. Nhật anh được nghỉ mà. Dạ, nếu mà gặp nhau, nếu mà có duyên quen nhau thì có thể hẹn vào nhau vào thứ chủ nhật được. Lúc có thể thì thứ bảy lên sớm. Chiều thứ bảy lên sớm mà nhật mình khỏi phải lên chờ đợi nữa. Tại sao lại lên chờ đợi ạ? Đi được xa, trước đó vừa chỉ lên tới đây là 8-9 giờ rồi. 9 giờ, không phải tới đi chơi đâu đó nữa. Dạ. Còn nếu mà em thích thì chủ nhật lên thì phải sáng đi sớm. Cái đó thì sau này mình quen nhau thì mình sẽ bàn tiếp chuyện đi chơi ha. Sao, ngon không? Rất là ngon. Rất là ngon luôn hả? Dạ. Rồi, rất là ngon, mình cứ thưởng thức ha. Nãy giờ bạn này có chủ động không? Dạ, em cảm thấy em chủ động nhiều hơn. Chợt rồi. Giờ biết cô thích hẹn hò như thế nào không? Bây giờ giả tỷ bấm nút nè, bây giờ hẹn hò đầu tiên là hẹn hò như thế nào, ở đâu? Em là thích đi xem phim hay là đi du lịch nào đó không? Tất nhiên là thích đi xem phim với người yêu rồi, ai người con gái nào cũng vậy hết. Đây là những câu hỏi của chương trình. Mời các bạn hãy bóc một lá bài và đọc lên yêu cầu trong này rồi mình thực hiện trong nó nha. Dạ. Rồi, mời em. Bạn hôn người yêu lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Cảm giác lúc đó và kinh nghiệm hôn của bạn là gì? Hôn người yêu lần đầu thì em quen người yêu của em năm lớp 11, nhưng mà mãi đến lớp 12 mới hôn. Tại vì lúc đó tình yêu nó còn ngây thơ trong sáng, kiểu như không biết gì hết chị. Cho nên là lúc hôn thì cảm giác đầu tiên nên hôn là hơi bất ngờ một chút xíu, cũng hơi ngại. Mà em cũng kinh nghiệm hôn thì tụi em chỉ có hôn bình thường thôi, không có hôn sâu hay là có kinh nghiệm gì hết. Cổ thiệt tình vậy, thấy người ta miêu tả chi tiết dễ sợ không? Rồi bây giờ có nhớ được cái cảm giác của nụ hôn đó nữa không? Dạ, cảm giác thì nó rất là bất ngờ, với lại cảm thấy rất là ngại ngùng. Hôn rất là nhanh rồi đi luôn. Ai là người chủ động? Là người yêu của em. À, người yêu của em chủ động. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ? Gặp nhỏ đã nhát rồi, hỏi nhỏ ngay câu quá nghiệt ghê vậy. Hoặc người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt. Rồi. Em chú ý phần nào của người phụ nữ ngay lần đầu tiên gặp mặt? Gương mặt. Lý do tại sao chú ý đến gương mặt? Thường người ta phải chú ý đến cái body. Chú ý đến cái body. Không, ánh mắt là cái cửa sổ tâm hồn, người ta nhìn vào thấy người ta yêu từ một ánh mắt và cái nụ cười. Rồi bây giờ em nhìn cô này thì ánh mắt và nụ cười như thế nào? Rất chi là xinh. Rất chi là xinh, rất chi là hợp lý, rất chi là xinh. Chính vì vậy tôi bonus thêm một tấm nữa. Cô hỏi hóc búa rồi đó. Gì đâu hóc búa. Bạn nghĩ đêm tân hôn gì vậy? Bạn nghĩ đêm tân hôn quan trọng không? Ai sẽ là người chủ động theo bạn? Suy nghĩ dữ vậy? Đêm tân hôn là phải quan trọng rồi. Ừ, vậy có đâu suy nghĩ dữ vậy? Ai là người sẽ chủ động? Quan trọng là quan trọng như thế nào? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Mà nó quan trọng như thế nào đối với em? Cái này cũng hay. Rất chi là hợp lý. Rồi giờ giải thích cho tôi coi, đêm tân hôn làm gì, cầm cái gì coi hoài vậy? Nam chủ động chứ. Nam chủ động chứ, mà mình phải biết làm gì mình mới chủ động được chứ, đúng không? Chị Tường nói đúng không? Dạ. Chị Tường nói hợp lý không? Hợp lý. Rất ư chi là hợp lý. Chắc là ép hỏi nữa nó xỉu quá. Để theo như em gái là đêm tân hôn có quan trọng hay không? Dạ, tất nhiên là quan trọng. Nếu như đêm tân hôn đặt trường hợp người chồng em bị động, không có chủ động thì em phải làm sao? Đi ngủ. Rồi sao nữa? Đi ngủ thôi. Để cho anh tự thức tỉnh chứ phải không? Chừng nào anh chủ động thì chủ động, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em không thích là người chủ động. Dạ. Rồi, tôi nghi cặp đôi này đêm tân hôn ngủ quá. Có món quà gì tặng cho cổ không? Thì em biết hát vô lắm, còn đẹp thơ. Thôi vậy làm thơ. Sưu tầm rồi, miệng đọc nghe rồi, thuộc được rồi. Mời em. Đường đến trái tim em như một hàm số, cuốn vòng vèo như đồ thị hàm sinh. Anh lượng theo tọa độ của trái tim, mở khổ nghiệm có tình em trong đó. Diệm mi mịn màng như một gáp âm pha, tóc em dài như định lý bua nha, môi em đường tròn hàm số cốt. Em ơi đừng nói anh là đồ ngốc. Sinh nhật em, anh tặng trái cầu xoay.
và đêm Noel hình chấp cục trên tay. Anh dâng cho em cả trái tim phẫu thuật. Mãi mãi em ơi, phương trình mẫu mực. Em là nghiệm duy nhất của đời anh. Trời ơi là trời. Thơ tỏ tình cầu hôn thì 1 tỷ bài thơ. Ông chọn chi bài thơ có toán học rồi vô nghe nó rối. Tôi ghét môn toán muốn chết. Tôi học dốt rồi tôi nghe bài thơ của anh tôi mệt ghê luôn. Bởi vì dân cơ khí chán ghê luôn. Cô khang quá, không có cảm xúc, không có tình cảm gì chưa vậy. Lãng mạn xíu của ông. Cố gắng quan tâm đến cổ nhiều chút xíu nha. Dạ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường đã dành cho hai bạn rất nhiều cơ hội. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu hai bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý ta lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Hỏi đủ cô bấm nút rồi sao? Phải tiếp. Nhưng bây giờ vui đi vì cô bấm rồi. Cười tươi lên. Nắm tay nhau đi nè. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Giờ sao ai chủ động? Thế em. Còn làm đi, còn chờ gì nữa? Không. Dạ. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nói chứ cặp đôi này dễ thương lắm. Cố gắng nha, ảnh có nhát quá thì em cũng khơi khơi cho ảnh chút xíu. Thật vui vui cho ảnh nha. Dạ. Đây, xin gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim nè, đi xem phim nè. Tại hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây, gửi tặng em một món quà của chương trình nè, để làm đẹp. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Cát Tường xin chào quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay, không gian của chúng ta cũng rất là ấm cúng và lãng mạn tại nhà hàng Maison Mận Đỏ ở vùng Thảo Điền, quận 2. Nhà hàng Maison Mận Đỏ ở khu Thảo Điền, quận 2 quý vị nha. Tại sao lại gọi là Maison? Trong tiếng Pháp á, Maison có nghĩa là nhà. Có nghĩa là có thể đây là ngôi nhà thứ hai khi chúng ta chọn để đến đây để được thư giãn với những bữa ăn rất là ngon theo phong cách kết hợp giữa Việt và phương Tây quý vị nhé. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách Việt Pháp cho nên rất là ấm cúng và rất là lãng mạn luôn. Đây là một nơi mà rất là nhiều người lựa chọn đến để thưởng thức những buổi ăn trưa, để bàn bạc công việc rất là yên tĩnh, những buổi tối rất là lãng mạn, rất là sang trọng quý vị ạ. Hồi xưa tôi còn trẻ thì em cũng thích đi xe máy, nhưng mà bây giờ cảm thấy già rồi, tôi cũng không muốn đi bằng xe máy nữa. Không, trẻ em kêu già gì. Không, tầm 30 thì cũng khá là già rồi. Mày mà anh thường hay đi chạy xe máy đi những đâu? Đâu là xa nhất của anh từng đi? Xa nhất anh đi Nha Trang. Từ đây chạy Nha Trang bao nhiêu lâu? 7 tiếng hoặc 8 tiếng. Và ngày hôm nay thì trời ơi, nhìn qua anh chàng hết sức tuyệt vời luôn. Không biết cô gái ngày hôm nay là ai? Chào bạn trai. Dạ, chào chị. Bây giờ chị Tường sẽ ra dẫn bạn gái của em vào và chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Dạ. Rồi. Rồi, mời bạn ngồi vào ghế nha. Hai bạn có thể cởi mặt nạ ra. Bây giờ mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình nha. Giới thiệu thiệt là lớn cho đối phương có thể nghe được nè. Mời bạn trai. Mình tên là Vũ Xuân Trường. Sinh ngày 28 tháng 2 năm 1988, quê Vũng Tàu. Hiện tại đang là nhân viên thử việc ở bên nước giải khát Trung Dương. Thử việc thôi. Vậy trước đó mình làm việc ở đâu? Em có kinh nghiệm 5 năm làm bên đại diện thương mại của Bưu Sài Gòn, ngoài Nghệ An. Đại diện thương mại trong phía Nam. À, hiện tại giờ mình đang sống ở đâu? Cũng Gò Vấp. Ở Gò Vấp. Rồi, thế còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang. Hiện tại em đang làm bên công ty in, vị trí casting. Em sinh ngày 28 tháng 9 năm 1989. 89? Dạ. Thu anh này 1 năm. Quê mình ở đâu? Quê gốc ở Nghệ An nhưng mà gia đình em thì sống ở Lâm Đồng. Và hiện tại bây giờ mình làm việc ở đâu? Sống là làm việc ở đâu? Em hiện tại đang làm ở V-Ship 1 Bình Dương, đang sống ở Gò Vấp. Sống ở Gò Vấp mà làm việc tuốt Bình Dương? Dạ vâng. Rồi đi đi về về mỗi ngày hả? Dạ, em bắt xe buýt của công ty đi về mỗi ngày. Hai bạn ở Gò Vấp luôn, Gò Vấp chỗ nào, coi có gần nhau không? Em ở đường Lê Lợi sau trường Đại học Công nghiệp. À, em ở đường Dương Quảng Hàm. Tôi cũng Gò Vấp nè, có gì ba đứa mình hẹn nhau đi uống cà phê. Bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em nhiệt tình, hòa đồng, dễ nói chuyện. Điểm yếu của em là đôi khi hơi nóng tính. Em làm gì em cũng không thể nào làm nhiều việc cùng một lúc được. Như tập trung làm một việc, dạ, xong rồi mới làm việc khác. Em thì có uống rượu, có uống bia, nhưng mà rất ít, tiểu lượng kém, không hút thuốc, không cờ bạc. Hàng gì cái bụng bia không? 5 năm mà chị, đâu phải ít. 5 năm làm trong hãng bia mà. Bụng bia nha cưng nha. Còn tật xấu gì nữa không? Mấy người bụng bự là ngủ ngáy dữ lắm nè. Có vẻ chị đã từng hả? Ý em nói chị đã từng ngủ với người bụng bự hả?
Mà đúng không? Có ngáy không? Có. Ngáy lớn, ngáy nhỏ? Tùy âm lượng. Lúc thường là tôi ngáy đó. Tôi đã từng nghe, bác nói đúng á, tôi đã từng nghe luôn á. Em phải ngủ trước, em ngủ sau là em khỏi ngủ. Điểm mạnh điểm yếu của mình thì sao? Tính em thì vui vẻ, hòa đồng đó thì mình. Còn điểm yếu thì là hay quên. Quên là trong công việc có quên không? Dạ, em làm xong việc gì là em quên luôn chị. Cho nên sếp em mỗi lần mà kiểm tra thông tin cũ là lúc nào em cũng phải bảo chờ để em kiểm tra đã rồi em mới có thể trả lời được. Còn kêu em nhớ, em nhớ được. Đang làm thì nhớ, mà làm xong rồi qua làm rồi. Xong là, rồi, qua là rồi quên. Là xong. Em cũng vậy. Hả? Em cũng vậy. Cũng vậy luôn hả? Bạn nam thì có cái tật mà ngủ ngáy, rồi bạn nữ có cái tật xấu gì không? Em không biết được chị ơi, em nghĩ em không có. Trời ơi, không có tật nào xấu hết trơn hả? Hơi nói nhiều một chút. Nói nhiều? Dạ. Nói nhiều là nói chuyện của mình hay nói chuyện thiên hạ? Dạ, cả hai chị. Thì chắc là cũng xăm soi chuyện người khác mới gọi là tật xấu đúng không? Dạ. Có hay soi mói chuyện người khác không? Nhiều khi rảnh rỗi là bắt đầu là kiếm chuyện của người khác ra rồi nghe cho vui. Hả? Thì gọi là bà Tám đó em. Chuyện của mình nói nhiều không sao, mà chuyện của thiên hạ mà nói là mệt lắm á. Có thú vui gì em không? Em ngồi nghe thôi chị. À, em cần vui chuyện cho người ta nói. À thôi. Em cái tội đó còn ác dữ nữa, gọi là gấp lửa bỏ tay người đó. Nên là ném đá giấu tay đó, hiểu không? Dạ. Ừ, mình chọi ra cái là cái bùm rồi mọi người thiên hạ là nháo nhào mình ngồi mình nghe đó. Gọi là ngư ông đắc lợi đó. Cái này còn chiêu này còn cao tay ấn hơn nữa. Thường là thích nghe đại loại là những câu chuyện về gì? Công việc, chuyện tình yêu, tình báo. Tình yêu, tình báo người khác, trai xinh dạ. Gái đẹp đồ ha. Dạ đúng rồi. Trời ơi, tôi nói chơi chơi mà trúng hết trơn cái trọi vậy đó. Trai có vẻ hơi đâm chiêu rồi nè. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chính thức, 3 mối tình chị. 3 mối tình, dạ. Rồi đâu kể chị nghe sơ bộ rồi. Mối tình thời đại học, kết thúc đại học thì chia tay. Sau đó quen một anh nữa, được gần 2 năm. Sao chia tay? Anh đó về nước, vì anh đó không phải ở Việt Nam cho nên là gia đình em cũng không có đồng ý. À, ở đâu, người nước nào? Dạ, người Úc chị. Rồi, người Úc hay là Việt kiểu Úc hay là người Việt Úc kiểu luôn? Úc, Việt kiểu Úc. Sao không đi Úc luôn? Mẹ em nói là mẹ em ngày xưa lấy chồng xa khổ lắm cho nên mẹ em kêu là con được lấy chồng xa. Trời ơi mẹ lạc hậu dữ vậy mẹ ơi. Con mong có ông nào nước ngoài hốt con, mong hoài không ai hốt thiệt tình luôn á. Người thứ ba? Người thứ ba thì được gần nửa năm em cảm thấy có khoảng cách. Trong quá trình quen thì em đó suốt ngày bận cho nên là thôi. Bận bận là ổng chưa có yêu đó. Dạ. Chứ khi mà yêu rồi là cỡ nào cũng rảnh hết đúng không em? Chị nói câu đó đúng không? Thì hỏi bận cuối tuần hay bận trong tuần? Trong tuần thì có thể là có công việc thì mình cũng du di được. Còn cuối tuần mà cũng bận luôn là rõ ràng người ta không thích mình đúng không? Dạ. Cuối tuần này em bận hay rảnh? Tùy bạn gái. Chút xíu nữa mới biết được ha. Ok. Thế còn em, tình trường em sao? Em thì cũng trải qua 2 mối tình. Năm 2014, em có quen một bé nhỏ tuổi hơn em, khoảng 9 tuổi. Cũng ở Vũng Tàu. Em thì em lại làm ở trên đây. Ừ. Khoảng cách xa thì từ từ nhạt dần. Lý do gì khác nữa không? Có thứ ba. Ai có thứ ba? Bạn đó. Ồ, do em không ở gần chăm sóc cho nên là bạn có cái thứ ba. Với lại tuổi cũng nhỏ, thì năm 97 rồi mà. Sao quen người nhỏ vậy? Cơ duyên nào mà quen người nhỏ vậy? Hồi đó em dạy kèm. Kèm mà kèm luôn người ta vậy đó hả? Em đâu cố tình đâu. Chứ sao? Kèm riết rồi, kèm riêng mà. Kèm riêng? Ừ. Ai mời em kèm riêng, ai mời thầy về kèm riêng? Cháu của bạn thân em. Cháu bạn thân mà em cũng không tha nữa. Cháu của bạn thân mà hốt luôn em. Rồi ai chia tay? Em. Sao tự nhiên em hốt người ta luôn mà em chia tay? Có vẻ như không tiến triển được nữa thì thôi. Rồi mối thứ hai? Mối thứ hai thì cũng cách đây khoảng 1 năm. Em quen là đồng nghiệp. Quen được năm thì sao chia tay? Thì cũng không hợp tính. Em thì tính em thì thích đi du lịch. Bạn ấy thì không. Cũng nhiều khi lúc mà bạn rảnh thì em bận. Mà bạn bận thì em lại rảnh. Đó, cái vụ rảnh bận này nữa. Còn cái gì khác nữa không? Cái gì bạn em thích mà bạn nó không thích hay ngược lại nữa không? Em còn có những sở thích gì nữa không? Em thích đọc sách. Bạn không đọc? Dạ. Rồi ai chia tay? Em luôn. Cũng em luôn. Ủa sao lần nào em cũng thích chia tay người ta hết trơn vậy? Khỏi chơi với người, đi chơi với chó, chơi với mèo đồ này kia, khỏi chơi em với cũng người. Thích chó mà bạn không thích chó. Em thích chó, bạn nó không thích chó. Không thích nuôi chó, em thích nuôi chó. Vậy chắc suốt ngày chơi với chó không nha, bạn nó bực mình chứ gì? Vậy bạn nó chơi nó cũng được vậy. Chứ có thấy chưa? Bây giờ em muốn lấy vợ không? Có, nhưng mà phải có cùng sở thích chứ. Cùng sở thích và đưa ra tiêu chí đi, muốn tìm người bạn gái như thế nào? Đầu tiên là cho em nuôi chó. Đầu tiên là nuôi chó, em có thích chó không? Dạ không. Không luôn, chết rồi. Cái huông rồi bất quá tam ba bận. Em không thích nhưng mà giờ bạn em nuôi được không? Chồng em nuôi chó trong nhà được không? Rồi mặt nhăn quá có vẻ không thích rồi. Chó dễ thương mà cưng. Em bị chó cắn nhiều lắm chị. Ủa em có ăn thịt chó không? Không có. Trời ơi ăn thịt chó bởi vậy chó cắn là đúng rồi. Bỏ cái vụ ăn thịt chó đi nha. Trên thế giới giờ ta không ăn thịt chó nữa. Không em lâu lắm rồi em cũng không ăn nữa em. Lâu là bao lâu? Dạ cũng 3-4 năm gì đó. Chắc giờ chó hết cắn rồi nó hửi thôi. Rồi cho em nuôi chó. Thứ hai. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch không? Dạ có. Được. Em thích kinh doanh về cà phê. Thích kinh doanh cà phê. Nhà em trồng cà phê ạ.
Có nguồn luôn. Có nguồn luôn. Muốn vợ có gì nữa, tiêu chí gì nữa? Hiểu chuyện là được. Hiểu chuyện. Em không cần người quá hiền, không cần người quá dữ. Có nghĩa là phải biết tiếp xúc, biết va chạm, có kinh nghiệm. Dạ. Thế còn em, mong muốn người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm gia đình, không chỉ gia đình của mình mà cả ba mẹ nữa. Được không? Được. Phải có mối quan hệ xã hội, bạn bè, nhộn nhẹt được. Nhưng mà phải biết mình mức mình ở đâu và biết dừng ở chỗ nào. Trong cuộc sống gia đình thì phải biết đưa ra quyết định. Miêu tả về ngoại hình chút xíu đi. Tối thiểu 1m65. Được. Không quá gầy. Ta nói bụng bia rồi mà không quá gầy cái gì nữa. Công ty em nhiều người ốm nhưng mà ha, uống bia nhiều bụng vẫn bự. Cái đó dị tướng. Màu tròn tròn này bụng bự được phải không? Dạ, càng thích ạ. Trời ơi, hên quá, chúc mừng em. Vô. Có gì nữa. Mặt mày mới đầu nhìn thì phải có thiện cảm. Cái này hên xui, cái này thuộc gọi là cái gu. Cái gu. Dạ, cái đó là cảm xúc đúng không? Cảm xúc. Biết giao tiếp. Đó thì chắc có. Dạ. Cũng miệng mồm dữ lắm. Dạ, vậy thôi chị. Rồi, còn em có đem theo hình ảnh gì không? Trời, tôi nhìn ra tôi chết liền. Coi đúng tấm đó thôi nha. Banh ra tùm lum tà la rồi tao nói là tôi nó không có chịu trách nhiệm đâu á. Tôi banh ra vậy tôi còn chưa thấy nữa. Rồi, phạm vi một tấm hình. Hãy nhìn xem trong đó mình chọn ai. Ai là cái người mà hợp gu của mình. Hoặc là nãy giờ mình nghe nói chuyện đó, mình cảm nhận được là người nào. Thích ai trong bốn cô đó tôi gả. Em có gợi ý gì cho bạn trai không em? Chị có gợi ý cho em là anh bụng bia rồi, tròn tròn rồi đó. Còn bên đây em có gợi ý gì không? Em thấy trong hình này hả? Bây giờ gợi ý cho người ta trước. Cho gợi ý cho người ta trước nè. Cao. Cao, rồi kiếm đi, chữ cao thôi đó. Bên đây. Nhiều quá chị ơi, 1, 2, 3 bia luôn nè. Thì nó chung hãng bia mà. Hay Tìm đi. Em có gợi ý gì cho cổ không em? Em lọc được 2 rồi đó em. Lọc được 2 luôn hả? Đâu em lọc 2 ai? Lọc ra đâu? Em nói 2 người này. 2 người đó là lọc ra? Dạ. Là bỏ qua bên đó hả? Không, là một trong 2 người này. À, một trong 2 người này hả? Dạ. Lý do? Em mới nghe anh kêu là em đeo mắt kính được không chị? À, chị đeo coi bên đây có ai đeo mắt kính không? Không, em không nghĩ bên này đâu, anh này bụng nhỏ này. Anh nào bụng nhỏ? Anh này bụng nhỏ. À, vậy hả? Anh nào? Dạ. Rồi, anh đó. Đó, để chị để đó. Bên này. Bên này. Để ngón tay vô. Chúc mừng hai bạn. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Sai rồi. Dạ sai luôn rồi. Dạ sai rồi. Sao em lại loại ra cái người mà chị đã chỉ vô? Ba anh mắc kiếm em đi loại ra cái anh đó kỳ vậy. Dạ đây em thấy anh này bụng đâu bự đâu chị. Bây giờ ở ngoài anh này về bụng bự không? Dạ bự. Anh em nghĩ anh trong hình này anh hóp bụng dữ lắm á. Em đứng lên coi, đứng bình thường coi nè, được không? Dạ bự. Bự rồi, ok. Nãy em nói em thích mà, nay sao đây? À, qua bạn gái, tặng bạn gái. Thì tặng đi, tặng qua trái tim luôn rồi. Dạ em cảm ơn. Hôm nay bạn gái đi có mẹ đi theo. Và nãy giờ mẹ đang theo dõi câu chuyện, cho mẹ vài ý kiến trước khi hai đứa em trò chuyện riêng, được không? Dạ, mời cô vào đây ạ. Dạ cô. Dạ chào cô. Nãy giờ cô ở ngoài cô nghe được câu chuyện hai bạn không cô? Nghe được. Rồi, thế bây giờ cô cho một vài cái ý kiến khách quan trong cái buổi gặp mặt hôm nay, cô cảm thấy như thế nào? Cô thì cô tôn trọng quyền lựa chọn của con gái. Dạ. Nhưng mà thấy bạn trai bên này thì cũng dễ thương và điềm đạm thì các con cho nhau một cơ hội đi. Dạ. Rồi được thì ok, mà không thì ta còn thêm một mối quan hệ đi. Dạ. Làm bạn với nhau. Cảm ơn cô. Nói gì với cô coi? Con sẽ cố gắng. Đó thì giờ mẹ cơ bản là mẹ thấy cũng ổn đó. Còn cái chuyện được hay không là chuyện của hai con nha. Dạ. Thôi hai mẹ đi ra ngoài nha. Dạ. Rồi cô. Mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc nha. Bò lúc lắc là một món ăn rất là quen thuộc, áp chảo với ớt chuông và xì dầu. Đây cũng là một món ẩm thực Việt Nam mang cảm hứng từ ẩm thực Pháp. Rồi, bây giờ dì Tường mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc ha. Bên là cơm, bên là khoai tây chiên, nhìn rất là hấp dẫn. Nhưng mà nhớ là vừa tâm sự, vừa ăn, trò chuyện với nhau, tìm hiểu. Ít phút nữa dì Tường sẽ quay lại nha. Các món sở thích, các món ăn của em như thế nào? Em khá là thích các món bò. Ví dụ như bò bít tết, bò lúc lắc cũng được. Thích ăn lẩu. Giống anh. Nói chung anh thích ăn những dạng đồ ăn nước, bò, gà. Không thích ăn heo đâu. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em khá thường xuyên luôn. Đi bằng gì? Em thích đi bằng gì? Đa phần là em đi bằng xe hoặc đi máy bay. Anh thích đi xe máy. Anh đi xe máy à?
Hồi xưa lúc trẻ trẻ thì em cũng thích đi xe máy, nhưng mà bây giờ cảm thấy già rồi cũng không muốn đi bằng xe máy nữa. Không, trẻ em kêu già gì. Không, tầm 30 thì cũng khá là già rồi. À, mời em, mình cùng đi nhé. Mời em ăn. Anh thường hay đi chạy xe máy đi những đâu? Đâu là xa nhất rồi anh từng đi? Xa nhất anh đi Nha Trang. Từ đây chạy Nha Trang bao nhiêu lâu? 7 tiếng hoặc 8 tiếng. Cũng lâu quá nhỉ. Anh chạy một mạch lên đó hay là nghỉ? Đâu, nghỉ chứ, trời. Đi xe máy mà. Bình thường anh đi theo nhóm hay là anh nhóm, đi... Nhóm. Anh đi có hai người bạn thân nữa. À, hai người bạn thân nữa hả? Mỗi người một xe chạy đi vậy. Đúng hả? Rồi. Ủa. Anh có hay ăn món này không? Cảm ơn em. Anh có hay ăn món này không? Cái món này không? Mình đi nhậu hay đó cũng có hay kêu món này đúng không? Nhậu anh không ăn nhiều. Uống nhiều. Uống nhiều cơ hả? Tại vì anh vô đâu uống được nữa. Anh mới chuyển qua pin nước ngọt này chủ yếu là để không đi nữa. Vậy là em ở chỗ gần chợ Hoài, Mỹ. Em ở đường Hoàng Hoa Thám, em cũng thuê trọ. Em với gia đình anh có anh chị với em trai nữa là thuê chung cư ở chung. Còn anh thì ở chung với ai không hay anh ở mình? Anh ở chung với cậu. Em ở đây lâu chưa? Anh lên đây ở năm 2014 tới giờ. Đi đi về rồi cuối tuần em hay hẹn bạn đi đâu? Bọn em hay đi ra ngoài Phạm Văn Đồng á. Ừ, cà phê uống. Anh biết bơi không? Lâu lâu thì dẫn học trò em đi bơi. Em có thích mưa không? Không, em ghét mưa lắm. Tại vì mưa ướt. Anh thích ngắm thôi. Anh thích ngắm mưa à? Ngồi trong nhà nhìn mưa ở ngoài thì cũng tạm được. Còn mình nếu mà bảo mà đi dưới trời mưa là thôi, em không muốn đi luôn. Kế hoạch của em trong vòng mấy năm tới là gì? Kế hoạch của em hiện tại bây giờ là lấy chồng, sau đó sẽ sắp xếp theo chồng. Sắp xếp theo chồng. Người ta thường nói là lấy chồng theo chồng, cho nên là theo chồng thì hai người cùng sắp xếp xem như thế nào. Chị thường đói không? Không, nhìn hai đứa em ăn là chị no rồi. Hai đứa em mà bấm nút nên duyên là chị còn mừng nữa, không ăn nhịn ăn tháng luôn. Sao nãy giờ tâm sự được gì nhiều không? Cũng tạm tạm. Có nói gì về cái chuyện nuôi chó đó sao rồi? À, thì lúc đó tính chị, nhiều khi mai mốt đem cho em ra ngoài ngủ với chó, chẳng biết được. Thí dụ lấy nhau về thì mình sẽ sống ở đâu? Mục đích của em là em muốn về Vũng Tàu sống. Thứ nhất là điều kiện, môi trường và cũng dễ. Thứ hai nữa là một trong những lý do đó là em muốn mở quán cà phê. Thứ nhất là vợ mình cũng sẽ quản lý được cái quán cà phê. Và thứ hai nữa là nguồn thu thì là biết đầu ra đầu vào. Em thì em sẽ đi ra ngoài. Em đi ra ngoài em làm gì? Thì làm kiếm thêm chị, đâu phải gì. Mà chị cứ nghĩ, anh chị nhạy cảm với từ ra ngoài nhờ. Có nói cho rõ chứ. Ủa mà tại sao phải chọn Vũng Tàu mà không là thành phố Hồ Chí Minh? Thì em nói là, em mới nói chị là định hướng của em. Định thôi. Hướng. Có nghĩa là còn nếu như bạn gái mà muốn ở đây thì mình sẽ ở đây. Em dưới đó cũng có nhà đó. Cũng có đất ở đó. Nhưng mà nói chung là bây giờ chỉ gom tiền để xây một cái của riêng mình thôi. Tại vì cái nhà kia em đã xác định là để cho em trai em. Nhưng mà giờ có đất rồi, chưa có tiền xây nhà. Là mai mốt là tính là mở cà phê là trên cái đất đó đó. Em có ngại đi lấy chồng xa không? Dạ em không ngại lấy chồng xa. Lấy chồng thì theo chồng, ở đâu miễn mình sống thoải mái vui vẻ, có người yêu thương mình là được. Tiền đưa mình giữ là được ha. Dạ. Nếu lấy nhau về rồi lấy nhau rồi kinh doanh rồi mọi thứ rồi tiền có đưa vợ giữ không? Mình nãy mới nói chị xong quản lý quản lý cà phê, còn cái vụ ra ngoài á. Thì ra ngoài bình thường cái có quản lý cái vụ ra ngoài không? Dạ, quản lý vụ ra ngoài thôi. Có quản lý tiền ở cái vụ ra ngoài không? Chị nói rõ chứ. Tất nhiên là có. Em thì theo gia đình, mẹ em thì quản lý thẻ, bố em thì tới lượt, thì vợ thì cũng vậy thôi. Đó thì phải hỏi mấy cái đó cho nó rõ. Mình muốn sinh mấy đứa con cưng? Dạ ba. Ba xin chị giữ vậy. Ba mới vui chị ơi, nhà em hai người em thấy buồn. Chị cũng thấy vậy rồi đó, chị cũng hai chị em. Chị cũng muốn ước sau này là chị sanh ba đứa con, mà cuối cùng trời cho con đứa, thấy không? Muốn là một chuyện, mà thực hiện được hay không là chuyện khác. Này, mời bóc lá bài cho coi. Đọc lớn lên coi ghi gì chổng. Một chàng trai hoàn hảo trong mắt em là như thế nào? Một chàng trai hoàn hảo. Chàng trai hoàn hảo hả? Bất cứ một câu hỏi nào hay một vấn đề nào em đặt ra đều có thể đưa ra một cái câu trả lời khiến em hài lòng. Biết nghiên cứu, chịu khó nghiên cứu và tìm tòi. Tại vì em cũng rất là thích đọc sách, rất là thích nghiên cứu cái này cái kia, em thích biết rất là nhiều thứ. Thí dụ em hỏi mà cái anh lúc đó anh chưa biết thì anh vẫn có thể đi tìm hiểu rồi trả lời sau cũng được, phải không? Dạ. Chứ người ta đâu phải thánh đâu mà em hỏi gì người ta cũng trả lời được thì cũng mệt. Nhiều khi mình không biết, mình có thể trả lời theo tư duy, theo lập luận. Khi bạn ấy đã thần thánh hóa em, cái gì em nói cũng hợp lý. Bà bảo nó không ưa em rồi, em nói gì cũng trật hết trơn. Đó là kinh nghiệm của chị. Mời em. Hãy tưởng tượng cô gái trước mắt đang mặc bikini chuẩn bị đi bơi. Hãy bắt chuyện làm quen để được đi bơi cùng cô ấy. Nhìn cổ đừng nhìn chị. Tưởng tượng cổ đang mặc đồ bơi đi bơi.
làm sao để làm quen để mà đi bơi chung được? Em em không có thói quen tưởng tượng mấy cái nó. Thì bây giờ cổ đang mặc đỡ đó, bây giờ cổ đang đi bơi đó, đúng rồi, nhắm mắt lại tưởng tượng. Em thích rồi. Màu gì? Em thích màu gì? Màu đỏ. Thấy style màu xanh, áo màu xanh kìa mà nó màu đỏ. Rồi bây giờ vô đi. Em không biết bơi chưa? Dạ em biết bơi rồi. Tiếp đi. Hiểu. Chiêu khác, đổi chiêu. Dạy anh bơi nha. Câu đó thỏa đáng không? Dạ không. Đâu không? Hỏi biết bơi không? Nó biết bơi rồi thì biết bơi rồi. Anh chưa biết bơi, dạ anh bơi nha. À, anh đang hỏi em hả? Ừ. Anh đang tưởng tượng em đang gặp hả? Em tưởng anh nói chuyện mình đấy. Trời, người ta đang hỏi cô đang đi bơi đó. Làm lại, 2, 3. Bây giờ làm sao đi bơi được với cổ đó, làm, nói đi. Em nhà ở đâu thế? Nhà em ở gần đây anh. Mình cùng đi bơi được không? Dạ được. Nói vậy là được rồi. Đơn giản không? Nãy giờ thấy cô bận đồ bơi màu gì? Em tưởng tượng nó luôn. Hả? Em tưởng tượng. Cổ đó màu đỏ mà cũng không ra luôn hả? Em không tưởng tượng được. Đó là chẳng qua là cho vui thôi. Bây giờ mời hai bạn nắm tay nhau 10 giây. Nắm tay cho phải bắt tay. Cảm nhận. Hai bạn hãy nhìn nhau và nói cho nhau nghe cảm xúc hiện tại, cảm nhận về đối phương hoặc là suy nghĩ của bản thân mình. Em nắm tay bạn đó thấy có phải em nấu ăn ngon không? Nắm tay mà biết nấu ăn ngon. Sai mất rồi. Bạn nữ dễ thương, có nụ cười hiền, có răng khểnh. Em thích răng khểnh. Thích răng khểnh. Anh thì anh muốn chắc về nuôi chắc được mọc ra. Em thích kiểu tròn tròn. Đây là món quà nãy bạn trai tặng bạn gái đúng không? Giờ em mở quà ra đi. Tại sao lại tặng cái vòng đeo tay? Cái này em mua với Vũng Tàu, là một trong những cái cửa hàng mỹ nghệ. Cái này bằng vỏ xà cừ. Em nghĩ màu tím thì nó sẽ thể hiện được cái... Anh này thích màu tím. Không. Màu đỏ em nãy mà không chịu, màu xanh cũng không chịu. Thích màu tím. À, không, em thích màu xanh. Thích màu xanh. Màu tím nó thể hiện cái ý nghĩa khác. Ý nghĩa gì? Là tình cảm vậy. Chung thủy. Sau cuộc nói chuyện nãy giờ em cảm nhận gì về cái buổi gặp mặt ngày hôm nay? Anh vui tính, cởi mở, khả năng giao tiếp tốt. Đó, cả em có thể cảm nhận được. Quan trọng là em có cảm nhận được sự chân thành hay không? Bản thân mình có cảm thấy có xúc cảm, có rung động, có gì với đối phương hay không? Đó mới là quan trọng. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi thì đếm từ 1 đến 3, nếu chúng ta cảm thấy đối phương là cái người mà chúng ta đi tìm, chúng ta có rung động, tình yêu nó còn xa, nó còn dài lắm, nhưng mà ít nhất nó phải có sự rung động, nó có cảm xúc, thì chúng ta bấm nút, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò, bấm thật mạnh, không đồng ý, lấy tay ra. 1, 2, 3. Hết thời gian, sao bạn gái không bấm? Em không có cảm xúc gì cả, em chỉ thấy bàn tay bạn ấm thôi à. Tại sao em bấm nút? Em nghĩ là em thích cái câu đầu tiên của bạn, là kế hoạch của bạn là có gia đình. Em cũng muốn có. Em muốn là hai đứa cũng không có khoảng thời gian tìm hiểu. Nếu mà kêu mà cảm xúc ngay lúc đầu cũng có, nhưng mà rất ít trường hợp mà nó vậy. Đa phần người ta phải trải nghiệm với nhau nhiều. Ví dụ đi chơi cái này nọ, ta bắt đầu mới lên được. Mình phải tôn trọng cái quyết định của nhau thôi. Mời hai bạn đứng lên. Tường cũng rất tiếc khi mà cặp đôi này không có hẹn hò với nhau. Bởi vì Tường thấy là nếu mà theo cái khách quan của chị là hai bạn cũng xứng đôi đó. Em thuộc loại không phải là người đơn giản. Em là cái người nó cũng có nhiều mặt, nhiều góc. Cũng có thể cô gái này cảm nhận được cái điều đó, nên cô cảm thấy không có cái sự an toàn. Nhiều khi em cũng rất là chân thành, nhưng mà cái cuộc sống của em nó hơi như là hơi lăn lộn xã hội, nó cũng hơi nhiều. Người ta nhìn vô mặt mày nó dày dạn xương gió quá, người ta ngại. Còn em gái thì chị thấy em rất là dễ thương. Anh ấy nói đúng đó, anh ấy đã cảm thấy là có một cái đánh giá cao ở cái chỗ là mình đến với chương trình với một cái sự chân thành, mình mong muốn tìm một cái người thật sự. Chính vì vậy chị rất tôn trọng cảm xúc của em. Khi em không có rung động thì em không bấm nút. Coi như bữa nay chị không mát tay, nhưng mà chị cũng chúc em sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Quý vị ơi, không sao ạ. Các bạn ấy không có bấm nút hẹn hò, nhưng mà đó là quyền của các bạn ấy, và biết đâu thì trong tương lai các bạn ấy cũng sẽ tìm được một nửa của mình, quý vị nha. Cát Tường xin chào cả nhà. Mọi người ơi, chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay quý vị thấy không, một không gian rất là thoáng mát, rất là tuyệt vời luôn quý vị. Ở đây là khung cảnh của nhà hàng LA Garden Restaurant, nằm tọa lạc ở trong khuôn viên của biệt thự Lan Anh quý vị nha. Và đến đây á, chúng ta thấy không gian rất thoáng mát, đồ ăn rất là ngon nè. Chúng ta có thể tổ chức những cái buổi tiệc, những buổi họp mặt của công ty, thậm chí là chúng ta có thể tổ chức đám cưới theo phong cách sân vườn nè ha. Có nước sông thoáng mát, có những chiếc du thuyền trắng xa rất là đẹp, có cả hồ bơi nữa quý vị ạ. Và đặc biệt món ăn rất ngon. Chúng ta hãy một lần đến đây để trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực ở đây quý vị nhé. Và bây giờ thì Tường phải vào công việc của mình, vào ngay bên trong, tại vì có cặp đôi đang đợi Tường vào mai mối. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong nhé quý vị nhé. Cặp đôi đang chờ đợi rồi.
Mời các bạn theo các tường thôi. Vợ nói chung là cũng như vậy, coi vậy ngoại tình bắt được luôn và tan cái ly hôn ấy là năm 2015. Có cái bờ vai vững chắc ấm thì cực khổ cái nào mình không màng, tại vì em cũng từng là một cô mẹ rồi, em hiểu là cái hoàn cảnh là không có mẹ, bất cứ em đi đâu là em thấy ai một cô mẹ là em thương lắm. Thưa quý vị, bây giờ Tường sẽ ra ngoài để mời cô gái của ngày hôm nay vào tham gia chương trình quý vị nha. Wow, rồi mời chị vào trong ạ. Đây, Tường dắt chị vào nha. Rồi ngồi vô ghế luôn nha. Rồi xin mời hai anh chị mở mặt nạ. Đây Tường mở giùm chị nha. Ý, chị này quen. Dạ, dạ. Chào anh. Trời ơi, chị này quen rồi nha. Không biết quý vị có thấy quen không mà Tường thấy quen rồi đó. Xin chào chị Cát Tường và xin chào chương trình. Tên tôi là Bùi Đình Lũy, 56 tuổi, nguyên quán Thái Bình, trước quán là Bình Long, Bình Phước. Công việc thì gây vậy, ở nhà chăm sóc vườn cây, từ nhà ngoài chỗ ở thị xã Bình Long vào vườn 12 cây, vừa chăm con, gây vậy nên tôi nói vui là làm mô xin cho hai bố con. Anh nói là hai bố con là anh với con anh đó hả, hay là sao ạ? Cô gái út tôi năm nay là cháu 12 tuổi. 12 tuổi là hai bố con đi làm, đi trồng cây? Không, con ở nhà nó học, sáng đưa cháu đi học xong thì tranh thủ vào vườn để cái vậy là mang cái sản phẩm mình bán, mình lấy tiền cho mình. Vậy về. Là cái vườn đó là vườn của ai? Của tôi ạ. Rồi mỗi ngày mình đưa con đi học xong mình ghé vườn mình làm trồng cây, xong rồi mình chiều mình về nhà thu hoạch thôi. Nhà vậy chẳng hoạch. Hạn những cái mùa này thì người ta cạo cao su xong vào là cân lấy tiền cho người về lại chiều thì ở nhà. À, vậy là cái vườn có nhiều người làm cho mình không anh? Nói chung cũng ít thôi vì nhà cũng có gần 4 hecta của cao su vừa điều thôi. Dạ, vậy cũng cuộc sống là cũng ổn định rồi anh ha. Nhà thì ở trung tâm chỗ thị xã Bình Long, thế tôi thì cũng có mua được một lô đất ở thành phố Tây Ninh nữa. Ồ, ở Bình Long mà mua đất tốt với Tây Ninh vậy anh? Có tiền thì nó cũng mua để sau này dự kiến mà coi vậy có đi bước nữa đấy, thì cho vợ để cho con sau này nữa. À, hay quá, có lo xa quá ha. Bây giờ để mình cô gái bên đây giới thiệu anh nha, em mời chị. Xin chào chương trình, xin chào Cát Tường, xin chào anh bên kia. Mình tên là Nguyễn Cẩm Hồng. Năm nay 44 tuổi, nghề nghiệp là đông y, chuyên bên là chăm cứu thuốc Bắc, thuốc Nam. Hiện tại chị đang sống ở đâu? Gốc là ở Bạc Liêu mà, hiện bây giờ thì đang công tác làm thì ở Kiên Giang. Nhưng bây giờ cái khó cái nè, chị thì ở tuốt Kiên Giang, anh thì ở tuốt Bình Long. Thế bây giờ hai anh chị nếu mà quen biết nhau thì, tại vì em biết chị này là giờ em chia sẻ với anh luôn. Chị á là hồi trước có con cũng tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chị là mẹ đơn thân nuôi con và con thì em đã mai mối rồi. Bây giờ còn mẹ nên em có hứa là em sẽ tìm mối rồi em cũng gả chị luôn. Con có đến chương trình với mẹ, mẹ cũng có đăng ký luôn. Mẹ nhưng đăng ký luôn? Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con hay sao? Không, con đăng ký cho mẹ nhưng mà hôm nay con quay trước rồi. Con muốn là nữa mẹ quay sau. Ồ, con đăng ký cho mẹ. Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con. Không, con đăng ký cho con và mẹ cùng thi luôn. À, đăng ký cho con với mẹ cùng kiếm bạn trai luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi hay quá, mà bây giờ kiếm cho mẹ chưa có, con lên trước. Dạ. Hy vọng hôm nay cô gả con xong cô kiếm người cô. Dạ, con cũng muốn làm con được hạnh phúc rồi mẹ con cũng đúng được hạnh rồi. Phúc. Mình giờ là đang là đông y mà vừa chăm cứu vừa là thuốc nam từ thiện, cũng nhà là có cái tủ thuốc bắc nhỏ. Nếu mà tìm được một người là có thể là cùng ngành nghề ha, hoặc là có là công việc là có thể là sau này ổn định là để là hai người bạn già là nương tựa sống nhau thì cũng điều đó là tốt rồi. Nhưng mà cái tính cách cái người đó là phải thương người, chấp nhận là cho mình đi làm từ thiện. Em thì em thấy sơ bộ là anh chị là tương đối là hợp với nhau đó, nhưng mà bây giờ cái khoảng cách địa lý nó hơi xa, mà tụi anh chị thì cũng lớn rồi, không phải như các bạn trẻ mà mình có thể đi xe đi vượt đi thăm nhau hoài. Thế thì chị có ngại gì không? Nếu mà tình thương đủ lớn là xa cách mấy không ngại. Cái duyên mới cái nợ nó tới được ấy, thì cái chuyện xa thì cũng không ngại vì là tôi mang tiếng như vậy, nhưng mà tôi cũng cứ chạy Senta mà từ đây ra tới Quảng Nam Đà Nẵng cũng vẫn chạy bình thường. Trời đất, anh định chạy từ dưới Bình Long mà xuống dưới Kiên Giang thăm chị á hả? Không, Kiên Giang thì trên Bình Long thì cũng có xe, sẽ cơ vậy đi được. Hai anh chị mà yêu nhau thì bao lâu anh sẽ bắt xe xuống thăm chị một lần? Cái này thì nó cũng xa thì chắc phải cả tháng. Tháng thăm lần được không chị? Tại vì bây giờ thí dụ như yêu nhau nè, một tháng anh xuống thăm chị một lần thì chị nghĩ bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Vậy thì theo anh bản. Nếu như tìm hiểu phù hợp mà thật sự
thương yêu nhau rồi ấy, thì cũng từ 6 tháng đến 7 tháng. Em cũng nghĩ vậy chứ, nếu mà mỗi tháng đi thăm nhau xa quá cũng cực anh ha. Vất vả. Thật ra mình cũng từng trải hết rồi. Mình nhìn nhau, mình gặp nhau một thời gian, mình trao đổi là mình sẽ biết liền là mình có hợp với nhau hay không. Về tình yêu thì chị mình cũng gia đình có từng là kết hôn, rồi cũng đi dị, chính thức đi dị thì cũng 10 năm rồi. Chị là một con gái thôi đúng không? Đúng rồi. Con gái, năm nay 20 mấy em quên mất rồi. Gái 22. 22 tuổi. Nguyên nhân tại sao chia tay vậy chị? Chắc có lẽ là hết duyên. Nói thì mình không có đổ lỗi cho ai hết. Rồi nếu mình nói ra thì ai cũng dành phần đúng hết. Còn con của mình nói thì nhiều khi con mình nó buồn, thành thử mình không muốn nói. Dạ, mà anh chị ở với nhau là bao nhiêu năm? Hồi lúc mà chia tay thì nhỏ con gái này nó lớp 3, mới 8 tuổi, bước vào 9 tuổi. Bởi vì nhiều khi hôn nhân có những cái điều nó khó nói lắm. Nhưng mà sau mỗi câu chuyện thì mình sẽ rút kinh nghiệm để cho cái mối tình sau nó sẽ chắc chắn hơn. Rồi, thế còn anh? Thì tôi thì cũng kết hôn cơ, vậy là mới có một vợ đầu ấy, thì sống nhau được 28 năm, có 4 cháu gái. Dạ. Thì đến năm 28 ấy, thì vợ nói chung là cũng như vậy, coi vậy ngoại tình, bắt được luôn và tang. Thế ly hôn ấy là năm 2015, đến 2018 ấy, thì tôi cũng kể vậy là đi bước nữa với một cô cũng sinh năm 79, nhưng mà nó không phù hợp, sống nhau được khoảng 8 tháng. Cô cũng cứ hay uống rượu thì nọ kia, thì cô ở công ty nên đâm ra khi mà mình ở trên kia xuống đột xuất thì gặp như vậy thì kể vậy cảm thấy nó... À, lấy nhau nhưng mà không ở chung. Vâng, tối thứ bảy thì mình mới về thôi. Về xong đến tối chủ nhật thì lại phải đi rồi, thế nên đâm ra... cái lấy nhau nhưng mà cũng sống với nhau cũng chỉ được lâu nhất có khi là 5 ngày. Vậy tại sao mình không tìm hiểu kỹ cho nó hợp hoàn cảnh mà mình lấy thêm chi nữa thì vậy? Nói chung cô thì cũng cùng xã ở ngoài Bắc ấy, cô thì cũng quen thì mai mối thấy thì nó cũng phù hợp. Ai nói sao thì mình tin, rồi đâm ra cái vậy khi mà cái sự việc nó như thế thì cũng không thấy nó phù hợp. Còn bà thì nói chung là khi mà hội họp hay là đi giao lưu thì uống một vài ly bia hay rượu để xã giao thì được, còn mà nhậu mà nó nọ kia thì nó quá thì cũng không hay. Hai cuộc hôn nhân gãy đổ, anh có rút ra được kinh nghiệm gì hay là một cái điều gì cho bản thân mình cho những cái cuộc sống sau này không? Mình thì mãi làm ăn thôi, đâm cái chuyện chăn gối nhiều khi là mình thiếu quan tâm chẳng hạn, thì tôi vẫn rút ra là chẳng hạn như vậy là làm kinh tế nhưng cũng song song đi với về cái chuyện chăn gối vậy ấy nọ kia vợ chồng rồi. Thì cái đó là tiền bạc là một chuyện nhưng mà phải có cái sự quan tâm chăm sóc. Phụ nữ đàn bà là ta cần có người đàn ông bên cạnh. Nhiều khi anh cứ lo mãi mê kiếm tiền đôi lúc người ta lại cảm thấy cô đơn, ta gọi là đồng sàng dị mộng, nằm chung với nhau nhưng không chia sẻ được. Phụ nữ quý vị, đàn ông cứ hay nói đàn bà lèm bèm nói nhiều, nhưng mà nhu cầu của phụ nữ là được nói, quý vị ơi, thông cảm giùm nha. Nếu mà thật sự thương yêu người phụ nữ của mình là phải dành thời gian lắng nghe và quan tâm họ một chút xíu thôi là được à. Ngọt một chút, quan tâm một chút, ga lăng một chút thôi, phụ nữ cỡ nào cũng chết hết á. Anh tin lời Cát Tường đi, thật sự nha anh nha. Chứ không phải là anh nghĩ rằng là anh chỉ đưa tiền cho người ta là đủ đâu, sai. Tiền nó không quyết định được cái tình yêu. Vâng. Dạ, hy vọng lần này nếu mà có một cái tình yêu mới thì anh phải dành thời gian chăm sóc cho người ta nhiều hơn anh nha. Vâng. Rồi, bây giờ mẫu người chị muốn tìm là mẫu người như thế nào? Có cái bờ vai vững chắc, ấm thì cực khổ cỡ nào mình không màng. Đó, thấy chưa, nghe phụ nữ người ta nói chưa? Cho nên người đàn ông người ta phải cho người phụ nữ được một cái niềm tin, tin tưởng được và ổn định là người ta sẵn sàng liền. Rồi, bây giờ em mời chị ha, chị hãy tìm thử xem anh ấy có trong cái bức hình này nè. Thế còn anh à, bây giờ anh muốn tìm một mẫu người phụ nữ như thế nào? Trước hết là trung thủy, là cái người vậy phụ nữ của gia đình. Dạ. Yeah. Giờ trong ba người phụ nữ này là có cái người phụ nữ đang ngồi đối diện đó, anh cứ tìm thử đi ạ. À. Anh cứ cảm nhận coi ba người đó anh thích người nào. Các anh mày, tại vì nó có đứa con gái, nữ gái ngồi kế bên. À, anh này tại có đứa con gái, chà tư duy hay nha. Có đứa con gái là đúng rồi. Chà, còn này anh chị nhận ra được ảnh không? Này đông quá. Đông quá ha. Cái này để chứng minh là ảnh hồi xưa anh có đi bộ đội thôi. À, chứ bây giờ đông quá cũng không tìm được ảnh đâu. Ai à? Chắc cái này. Tại sao anh chọn cô này? Cô ấy làm bên đông y thì non là có khi... À, nhìn theo nghề nghiệp và đoán ha. Bây giờ các tôi sẽ mở cửa trái tim ra.
để coi là mình có đoán đúng hay không nha. Chứ cổ là đoán là đúng anh rồi đó, tại vì anh tố anh rồi. Có cô con gái ngồi kế bên là ta nhìn vô ta biết liền. Mở cửa trái tim quý vị ạ. Dạ. Dạ. Mời anh kiểm tra lại xem mình lựa chọn đúng hay không ạ. Sai. Sai. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì anh cảm nhận như thế nào? Nhìn cô cũng dễ nhìn, nói chung là cũng có thân thiện. Chị cảm thấy như thế nào? Nhìn anh thấy cũng hiền. Tặng quà. Rồi hôm nay cũng gặp mặt em đầu tiên thì anh cũng có chỗ bông lan. Về vậy tặng cho em, về vậy mong em về, về vậy chăm sóc cho nó người tốt. Em cũng có món quà này đẹp như em chỗ cũng lan đó. Tặng cho anh này là trà để anh uống mát gan. Ồ, đồng ý đó. Tốt à, bây giờ em thấy anh hàng ngày nè, đi làm vườn rồi nè. Rồi bên đây thì là làm đông y nè, về coi trị bệnh cho nhau ha. Tối đấm bóp massage chăm cứu, tuyệt vời, người vợ trên cả tuyệt vời luôn. Quan trọng làm sao để mà thuyết phục được cổ rồi rút ngắn thời gian tìm hiểu để về chung một nhà. Chứ em là em thấy phù hợp rồi đó. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một buổi ăn trưa tại nhà hàng LA Garden Restaurant. Đây là món cơm chiên cá mặn đúc lò với gà chiên nước mắm và bò cụ mỡ chài. Mời anh chị ăn ngon và chúng ta trò chuyện với nhau nha. Ít phút các Tường sẽ quay lại. Chúc anh chị ngon miệng. Mời em ăn. Dạ, mời em. Em ở dưới Kim Giang, em làm bên đông y, làm bệnh viện hay làm cỡ tư nhân? Thế nào em làm tư nhân ở nhà. Làm nhà thì nó cũng tiện. Thường thường thì thôi ra thì con lúc nào cũng theo mẹ. Mà sao cháu lại ở với anh, tự anh dành nuôi con hay là cháu nó quyết định ở với anh? Nó tự ở, mẹ nó cũng ấy là cũng bỏ đi một thời gian. Và thì cũng chỉ đưa hai đứa lớn đi thôi, còn đứa nhỏ thì cứ vậy để nó nhà mình. Khi ra tòa thì tòa hỏi ấy thì cháu nó vẫn ở bố. Thế nhưng mà em có ngại anh có bốn cô con gái còn. Con đông thì đó là vui, ăn thua thí dụ ở anh xếp xếp, anh sắm sao công bằng. Em thì tuy bằng dầu em là ít con, nhưng mà tại vì em cũng từng là một coi mẹ rồi, em hiểu là cái hoàn cảnh là không có mẹ là em rất là thương. Bất cứ em đi đâu là em thấy ai một coi mẹ là em thương lắm. Em muốn chia sẻ anh điều này. Công việc của em làm thì em tiếp xúc là nữ có, nam có. Cái nghề của em làm đương nhiên là em phải dùng là để em bấm nguyệt, em bóp, tắm bóp vậy đó. Anh có ngại điều đó không? Không, chuyện đó thì công việc làm ăn không có vấn đề gì. Miễn là chỉ chung thủy thật thà tình với gia đình, vợ chồng thôi. Đó, cái đồng y cũng như bác sĩ như đó, ví dụ công như việc bây giờ mà. Em chấp nhận em ưng anh là về như là em chỉ cần là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình hoàn tất. Em cái đó là em ok. Có ví dụ em đến với anh, em bỏ cái nghề của em á, là anh có thể lành luôn tất cả mẹ con em nổi không? Cái kinh tế như giờ của anh ấy thì nói chung là thêm một hai người nữa mà thì nó cũng đủ sống. Nhưng mà muốn là hai vợ chồng cùng làm thì coi vậy là nó có dư giả ra thôi. Còn coi vậy về thì được, nó gọi là cũng đủ. Đại khái là nguồn thu thì nó ổn định chứ không có lo. Về trên nhà anh thì nói chung nó là trung tâm thị xã. Có khi mình mở ra mình coi vậy buôn bán cái gì cũng được. Vì coi vậy nó thì tại em hỏi anh vậy thôi, nhưng mà em thì em cũng nói thiệt là 20 năm nay là coi như là trong gia đình đàn ông cũng là em, đàn bà cũng là em, thành thử em rất là mệt mỏi. Là em ao ước là có một người chồng biết hiểu thông cảm cho em, là chỉ em là trong nội trợ trong gia đình, là cái nguyện vọng em chỉ nhiêu đó thôi. Anh thì cũng vậy, anh thì đàn ông nhưng mà nói chung là việc của đàn bà anh làm hết. Thì như bây giờ là anh thỉnh thoảng anh gặp chị anh có nói chuyện không? Mà của con cái thì mới nói chuyện thôi chứ còn cũng không nói chuyện. Vì nếu như mà vợ chồng mà nó trục trặc cái gì nó dễ, còn cái chuyện này nó lại tốt. Tại vợ ảnh là ngoại tình cho nên không có gì để nói. Em hỏi anh chia sẻ anh câu này, tại vì hồi trước khi đó là hai chồng có thôi nhau. Em có nói thí dụ như sau này, mà em có chồng mà chồng em chưa có vợ á, thì em nghĩ cái tình nghĩa đó em có thể là như chồng em á, nếu mà chưa có vợ thì chồng em bệnh, em có thể là em đi thăm hoặc em nuôi chồng em, anh cho điều đó không? Cũng như cái đó là em nghĩ là cái tình cái nghĩa là cha của con gái em. Cái đó thì tại hoàn cảnh của chị nó khác. Hoàn cảnh chị là tại vì không có hợp rồi mình chia tay, thì giống như mình cũng là bạn, ví dụ như có ốm đau bệnh hoạn thì mình cũng giúp đỡ. Nhưng mà vợ chồng em gặp vui vẻ nói chuyện đâu đó đàng anh hoàng. Có ngại điều đó không? Ý chị hỏi vậy đó. Cái đó thì cũng hơi ngại chút. Tại vì sao? Vì cái vậy là nếu như mà chỉ chẳng hạn đi thăm nọ kia thì được, còn chăm sóc thì cũng hơi ngại.
tại vì chăm sóc thì cứ vậy vì không, như ý em nói tha chăm sóc là không phải là chăm sóc nhiệt tình như là cũng có con em hoặc cháu ảnh gọi, như ý là em đi tới lui cũng lo lắng quan tâm là để mình nhắc nhở cho con mình gì đó, đó là sống cái nghĩa cái tình thôi. Không thì anh nói mà ví thử đi, đi thăm về thăm bên gia đình bên nội của cháu ấy, nọ kia rồi bệnh tật hay bố thì thăm thì nói chung là cũng được, nhưng mà chăm sóc thì có khi là cơ vậy nó cũng ấy vì nó lại rồi hơi khó thiệt. Tại theo ý của Cát Tường là vậy, khi chị nghĩ điều đó là khi chị chưa có tiến thêm bước nữa, còn khi chị đã có bước nữa rồi thì đương nhiên chị cũng sẽ tự biết là mình cái gì mình cần làm, cái gì mình không làm. Có thể chị vẫn xem anh chồng cũ chị như là bạn bè bình thường, nhưng mà lúc đó cái mối quan hệ bạn bè, ví dụ chúng ta có thể gặp nhau đi ăn đi uống, nhưng mà lúc đó phải có người chồng mới của chị bên cạnh thì ok. Nếu mà chị ok, nếu mà chị đi chung với ảnh thì cái chuyện ví dụ anh kia bệnh chị đi chung với anh này chở chị tới để chị thăm anh kia, chuyện đó bình thường thì cái đấy được, đúng không anh? Vì cái đấy là đúng, Tường cũng đồng quan điểm như vậy, cái đó em thấy rất là bình thường. Tại vì em sống là em muốn làm noi gương cho con mình thôi, biết rằng là ông xã em làm tổn thương em, mà em giờ em có nói nặng đi thì con em cũng buồn, thành thử em không muốn điều đó. Em nói ví dụ như em nha, mà giờ em lấy một cái anh nha, chồng nào đó nha, anh đó có vợ cũ mà vợ cũ ốm đau bệnh hoạn, mà ảnh mà lén em mà đi thăm đi nuôi vợ cũ là em cho lên đường luôn, riêng em là không được. Còn anh này là ảnh dễ rồi đó. Thôi bây giờ vậy, đừng cãi nhau, bây giờ mời con gái vô. Hôm nay đi chúng ta có con gái để nghe xem quan điểm của con gái như thế nào, được không anh? Mình được. Nghe thêm ý kiến của lớp trẻ coi người ta có cái tư duy như thế nào ha. Rồi mời em vô đây. Dạ con chào chú. Chú đi học con. Dạ. Nó nghe nè, trong chương trình bữa hổm á là chị kêu em bằng cưng đúng không? Dạ. Bữa nay kêu bằng con nha, tại vì hôm nay chị để làm bạn với mẹ với lại làm bạn với chú đây. Dạ. Ý kiến riêng của con về cái quan điểm của mẹ con và của chú thì con thấy như thế nào? Ý kiến của mẹ con cũng đúng, ý kiến chú cũng đúng. Nhưng mà theo con thì nếu như mà mẹ con sau này có chồng á, thì mẹ con có thể về thăm ba con, nhưng mà có chú đi cùng con cũng cảm thấy rất là vui. Đúng. Nên là con mong là nếu như mà chú với mẹ con mà có đến được với nhau á, thì chú với mẹ con hãy cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Tại vì con suy nghĩ nếu như mà yêu thương con được á, thì con sẽ yêu thương lại như vậy thôi. Chú thấy như thế nào chú? Không, chú thì thấy cái đó cũng phù hợp. Ủa mà ba hiện giờ ba có bạn gái mới chưa? Ờ, cha có rồi ạ. Cha có rồi hả? Đó thì người ta bạn gái mới người ta cũng đâu có cho vợ cũ chăm sóc đâu mà lo. Ở đây mình cứ phải nói cho nó cụ thể cái gì thì mình cũng nói trước. Con theo dõi từ nãy giờ thì theo cảm nhận của con về cặp đôi này là con thấy như thế nào? Con thấy thì chú là hiền. Mẹ con thì trước khi chương trình thì con thấy chú cũng khoảng 70% là mẫu người của mẹ con rồi đó. Còn 30% lại thì con mong là mẹ con sẽ suy nghĩ. Con mong miễn là mẹ con có tình cảm thì con lúc nào cũng ủng hộ cho. Rồi, cảm ơn con. Con có muốn nói gì, nhắn nhủ gì với mẹ con không nè? Mẹ cứ chọn theo con tim của mẹ đi. Nguyên cả cuộc đời này là mẹ dành cho con rồi. Nên là bây giờ mẹ đến đây á, con đăng ký cho mẹ thì mẹ cứ chọn theo con tim của mẹ. Mẹ cảm ơn con. Rồi, ok, mẹ xúc động lắm rồi. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Cố gắng lên nha chị nha. Giống như con gái nói là mình cứ chọn theo cái lý trí, theo con tim của mình, không có suy nghĩ vì ai nữa hết. Con gái nó lớn rồi, nó có tình yêu rồi, nó tự lo. Nếu thật sự mình thích, mình có sự rung động, rung cảm là mình cho mình cơ hội. Anh cũng mong đến đây thì cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Mời anh chị đặt tay vào nút bấm á. Cái nút bấm này đó là nút bấm tình duyên. Chị đã đưa con gái đi tham gia chương trình rồi, chị hiểu rồi ha. Dạ, mời anh chị nhắm mắt lại và cảm nhận một lần nữa để chúng ta quyết định ạ. 1 2 3. Hết thời gian. Sao chị lại không bấm? Em xin lỗi anh, hình như em muốn tìm cái người là từ thành phố trở về. Anh rất tiếc là anh xa quá. Nói chung là anh cái gì là cũng hoàn hảo, ok hết. Là chỉ rất tiếc là anh hơi xa thôi. Không sao anh. Thì giờ ra chương trình thì em với anh là người bạn tốt. Rồi. Nhưng mà sau chương trình thì em cũng hy vọng anh chị kết bạn với nhau, tìm hiểu. Em nghĩ là nếu mà đã yêu nhau á, thì thêm một cái đoạn đường dù có tới đâu cũng không có quan trọng. Tại vì anh chị chưa có cảm xúc về tình yêu á, nên mình cảm thấy nó xa xôi. Em vẫn trân trọng cái quyết định của chị. Em cảm ơn anh chị. Rồi em mời hai anh chị đứng lên ạ. Tường cũng rất là tiếc khi mà tại Tường làm mai cho những cặp đôi mà lớn tuổi hoặc là đã gãy đổ như thế này, thì Tường rất là cố gắng đó quý vị. Thì thay mặt cho chương trình, Tường cũng một lần nữa chúc cho chị sớm tìm được một nửa của mình nha chị nha.
Em cũng xin chúc anh như vậy. Chương trình này phát sóng nhiều khi là có nhiều cô rất là thích anh đó. Anh cũng là một người đàn ông có sự tin cậy để cho người phụ nữ có thể dựa vào. Hôm nay tình duyên chưa đến mà Tường cũng hy vọng rằng một ngày nào đó thì anh cũng tìm được một nửa của mình, một người vợ như ý anh mong muốn để hủ hỉ lúc về già anh nha. Dạ, cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình. Hôm nay thì không thành công rồi. Hẹn gặp lại quý vị vào lần sau quý vị nhé. Chương trình chúng ta thì có khung giờ phát sóng rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nha. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.